Đáng yêu chết đi được. Gươm, gươm, gươm trên giàn mướp, gươm, gươm. Chưa kịp cướp đã bị anh bóp nát rồi. Bóp nát á? Mình ra cầu đá đi. Em nói cho cái này. Thôi thôi, em đi đi. Anh còn phải luyện công. Cái ấm nó nhỏ quá. Tìm cái lu vậy. Ăn nào muốn chết thì đấu với tao. Nếu mà thắng được tao ấy thì tao cho luôn cái bát, cho luôn hết cả chỗ tiền. Có tao. Mày có cái gì mà mày đòi thách đấu với tao hả? Tưởng là ăn ngon thằng này à? Cảm ơn nhá. Bao giờ mình lập nhà, mình sẽ dùng tới cậu. Lại có tiền rồi. Mày. Cứu thằng ơi. Mina. Do Mina. Bố mày chưa ngoại ngữ. Mày ngu vừa thôi, do Mina là cứu thôi rồi. Mày hay mày bảo ông mày ngu à? Ôi giời, đè nặng quá, đè nhẹ nhẹ thôi. Ôi giời ơi, chết mất rồi. Anh chịu thua. Hôm nay em đến đây là có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là em muốn nhờ anh vẽ cho em một bức tranh nhá. Làm sao để trông em như là gái 18, xanh non và tươi mơn mởn ra. Và điều thứ hai là em muốn nhờ anh hãy tìm trên cơ thể của em điều gì đặc biệt nhất, đẹp nhất, vẽ cho em một bức để em gửi cho người tình của em, để anh ấy nhìn vào cái đặc điểm đấy của em nhá. Là phải đê mê cô tơi này, phải luôn luôn nhớ mong và mê hết đời. Em ơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Thế là em đã tìm được đúng người đúng chỗ rồi. Em đến với anh là em tìm đến với trường phái hội họa tả thực. Nhiều khi nó lại hư hư, ao ao, không biết thế nào một lần. Anh nói với em, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật không phải là anh trăng lừa dối. Mình phải thật, nhưng nhiều lúc nó là ảo. Có những cái bên ngoài nó tác động, nó thành lấp liếm cái tài năng. Nhưng ở đây với anh, tài năng phải là thực sự thì nó mới có tác phẩm để đời dành cho em. Trời ơi. Cho anh xin uống nước. Em uống đi. Vâng, em cảm ơn anh vui tính quá.
em ảo nhá, chứng tỏ là em rất gặp may. Em nhìn anh xem nào. Từ mái tóc ngố này, rồi là đến cái dây chuyền mặt nhện này đấy, rồi bộ quần áo mặc trên người, nó toát ra một khí chất mà phải nói là trông rất chi là hội họa. Ôi, trông anh nhá, phải nói là đầy chất nghệ thuật. Mà nhìn anh ý, trông anh cứ giống giống một cái họa sĩ gì đấy, người người Ý, Picasso ấy. Bình thường rồi. Bây giờ nhá, hôm nay anh sẽ tìm một cái điểm đẹp nhất trên thân thể em để anh chấm phá cành cọ vàng của anh, để ra cái tác phẩm làm sao để người tình của em bê ra mê không bao giờ quên được em. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ em có thể đi lại để anh ngắm cái điểm đấy, được không? Đơn giản, anh nhìn nó thật kỹ nhá. Em là em phó mặc hết toàn bộ cái thân thể ngọc ngà của em cho anh rồi đấy. Ra rồi. Thật không? Chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Ôi, thế à? Thật không? Thật chứ. Thì anh bé đi. Bé. Thôi đừng mà. Em nhột em không chịu nữa đâu. Ô anh, thế cô có muốn có một bức tranh để đời để tặng người yêu cô không? Hả? Khó ạ. Thế ngồi im để tôi nặng. Vâng, em chịu nữa thôi. Không chịu phải chịu hết. Cố gắng lên. Được rồi. Bây giờ đặt cái chân vào đây. Ôi, khẽ thôi. Xong rồi. Đúng là một kiệt tác để đời, không bao giờ có lần thứ hai. Đấy, xin mời em chiêm ngưỡng. Cái gì thế này? Khổ quá. Từ nãy đến giờ, anh đã dùng tất cả công lực, sức lực của tất cả trí tuệ để anh dồn vào cái này. Em xem trên người em có cái gì đẹp ngoài cái bàn chân không? Mà bàn chân của em là cái gì? Chính là cái đẹp nhất. Nó là cái lẽ sống, là cái tâm hồn, là tất cả những gì trong cuộc sống này nó dồn nén. Anh đã gửi hết tâm tư tình cảm của mình vào cái bàn chân này. Bàn chân từ cái góc cạnh, rồi từ cái móng chân, nó toát lên tất cả. Em nhìn xem. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Ông ấy, ông giữ lại tuyệt tác của ông mà ngắm đi. Trông này, không thể chịu được. Đại ơi, bạn Đại ơi, bạn Đại mặt chuột đẹp nhưng vẫn đẹp trai ơi. Mới sớm này ra mà nhà Đại có gái đẹp thế nhỉ? Vẽ như dở hơi, bày đặt làm họa sĩ, đúng là cái đồ treo đồ dây bán thịt chó. Kín cổng cao tường quá, bực hết cả mình, phí tiền mà đi taxi đến đây. Trời ơi, toàn cả màu với giấy của người ta. Thật là buôn cho một thế hệ. Ôi dồi ôi, đúng là cái đồ họa sĩ dở. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Ôi dồi ôi, cái gì thế này? Ui. Trắng thế, ui. Trắng như lợn cạo. Mù à, mù hay sao mà chỉ biết sờ. Khổ quá, anh bị mắt quáng gà. Anh mới nhìn thấy đường ấy. Không chỉ làm có vậy. Liệu hồn đấy nhá, cái đồ dễ dàng. Xinh vãi. Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay chạm nhẹ đã te te gọi cả làng. Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay chạm nhẹ đã te te gọi cả làng. Ô dê xinh vãi. Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay quá chuẩn. Bây giờ mình có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Dê. Dê. Bà Hiền. Mời bạn vào đây. Bà Đại. Này. Đồ cổ hả? Đồ cổ là đồ cổ thế nào? Một tuyệt tác để đời. May quá. Từ Kỳ đã gặp được bá nhà. Bá nhà đến đây. Xin giới thiệu với bá nhà. Đây là một bàn chân của một người phụ nữ đẹp. Bao nhiêu đêm Từ Kỳ đã thả hồn tất cả vào đây, đã đem hết sức lực của mình vào đây. Bà có biết không, xung quanh cái bàn chân là một cái vòng kim cô. Bàn chân có thể cảm tưởng như là được bao bọc
che chở, bảo vệ, nâng niu. Này, đấy. Hả? Cái này ông vẽ đấy hả? Ừ, mình vẽ đấy. Ấy, bà nhà cứ thưởng thức đi. Bởi vì tất cả tâm hồn mình đã dành cho nó. Hả? Tớ trông thấy nó mông lung. Ừ. Bao la. Ừ. Mênh mông. Ừ. Thậm chí nó huyền ảo. Đấy, tránh nó phải như thế. Tất cả cái tâm hồn của người họa sĩ đã thả hết vào đây rồi thì nó toát lên được những cái gì là nghệ thuật. Và đều hả? Đây là bàn chân. Đúng rồi, bàn chân của người phụ nữ đẹp. Xung quanh được bao bọc, che chở, nâng niu, bảo vệ bằng một cái vòng kim cương màu vàng. Đúng. Ừ. Này, tớ ngửi thấy có mùi tất chân. Ừ. Nó phập phồng bay lên tận mũi. Ôi giời ơi, cảm ơn bá nhà. Đây, bây giờ cái hồn của bàn chân bắt đầu nó toát ra, nó vào đúng mũi của bạn đấy. Này, nói thật với đại nhé. Ừ. Cái này mà gọi là tranh ấy. Ừ, nó là tranh, nó là tuyệt tác, nó là kiệt tác. Nó như là cái giấy tô màu của bọn trẻ con ấy. Ta lại là giấy thử màu, tranh mà. Này, ừ. Tớ cũng nói thật cho bạn biết nhé. Ừ. Bao nhiêu năm nay, hôm nay tớ nó mới thật, chân thành ấy. Ừ. Đây không phải là tranh. Thế là cái gì? Nó như là cái thằng trẻ con 2 tuổi nó tô ấy. Và vô vẩn. Nói cái kiểu đấy à? Bố nhỏ nghệ thuật thế à? Vẽ vời. Dạo này là vẽ cả tranh kìa. Làm sao? Ôi, tìm đâu thấy đại của ngày hôm qua. Đại của ngày hôm nay vẽ tranh như một thằng điên. Tranh của đại chỉ người thần kinh mới thưởng thức được thôi. Là ngu vãi. Ngu vãi à? Ai ngu vãi? Ai ngu vãi? Ông đánh rồi hả? Ừ, tôi đánh đi. Đây này. Hả? Sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi hôm nay ông đánh tôi nhá. Ừ. Bây giờ ông đánh tôi mà long cả não rồi. Ông đánh tôi hả? Tôi đánh đấy. Một cái loại đánh không hiểu gì về nghệ thuật cả. Hả? Này này. Hả? Ông đánh tôi. Tôi đập đồ của ông. Có bao nhiêu đồ cổ tôi đập hết. Thách đây, thách đi, đập đi. Ông thách tôi đập đồ gì? Ừ. Bao nhiêu năm nay rồi hôm nay sắp đánh bạn này. Thách đập đồ gì? Thách đây, thách luôn. Ông đập thật đấy. Ừ. Nào, nào. Không được, cái này của tao. Cái này đúng của mày rồi. Ừ. Mà đánh tao nhau tao đập đồ của mày này. Ui giời. À, ông đập đồ của tôi phải không? Ông này đập đồ cổ đúng không? Được rồi, đâu đâu? Của mày để đâu? Đây rồi, đúng không? À, đây rồi, đã thế nhá. Ông đúng rồi, mày, mày đập cái của tao rồi, được rồi. À, mày ông đập, đấy, ông đập luôn cái này của mày nhá. Anh Đại ơi. Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Đập đồ của tôi phải không? Đúng rồi, phải đập đâu chứ nhớ cơ. Đời còn đánh gì nữa? Ôi ôi ôi, ông đập đi rồi đúng không? Nè tình bạn mẹ, tôi cũng đập cho nó cân bằng. Thôi thôi, hai bác ơi, đừng quất nhau nữa, quất nhau là vào tù đấy. Thế này mà gọi là ba nhà với tử kỳ. Uống xong mới đập à? Ừ, 100% đi. Trăm trăm. Thôi đi. Cuộc đời nó ra cái đánh gì nữa đâu mà. Cả ra cái gì thì thôi luôn. Bạn bè mất cả bạn bè rồi còn đánh gì nữa. Ôi ôi ôi. Thank you.
với chùm. Là vợ mất cái lưu rồi. Chảy xước hết cả nhan sắc người ta rồi. Sao cái lưu này lại vỡ được cái chứ lì? Người đâu mà chẳng ngã lăng tí nào cả. Cái lưu nó quan trọng hơn cả em à? Em cũng quan trọng. Thế nhưng mà cái bình cổ nó quan trọng hơn. Đấy là món quà mà tổ tiên anh để lại cho anh. Anh phải bảo vệ nó. Người ta quan trọng thì cưới người ta đi. Thôi thôi thôi, em về đi. Anh còn phải dọn cái đống này. Suốt ngày chỉ thấy bình cổ thôi. Thế mà mình cứ tưởng biết vậy hồi xưa yêu thằng khác cho xong. Mà cái bình cổ làm gì có cái gì hay mà nhiều người dòm ngó vậy. Em không quan tâm cái bình đâu, chỉ cần anh thôi. Thôi thôi lên đi về đi. Thôi, để anh hót nốt cho xong. Thế tức là anh không muốn nhìn mặt em nữa chứ gì? Không, anh muốn. Thôi lên đi về đi. Về đi. Sao tim mình hồi hộp thế nhỉ? Mà còn mếu ạ. Mày có biết là cái bình cổ này nó có niên đại bao nhiêu năm không? Nó là 2000 năm trước công nguyên, trước khi cái loài khủng long nó bị tuyệt chủng. Cái tên sư mày ông này ném cho mày cái bây giờ. Chính xác ra nhé, cái bình cổ của tao mà mày đập ấy, nó đời Khang Hy thứ 16. Cả họ nhà mày không đủ tiền để nộp đâu. Ông cứ quy luôn nó ra tiền để cho nó đẹp. Bao nhiêu? 4.6 tỷ. 4.6 tỷ ấy. Nhà mày có đẹp được không? Đẹp không mà. Nhà mày bắt đỏ tao đấy. Đẹp không? Điên. Tại sao mày đến đây mày đập bình cổ của tao? Hả? Nói. Dạ, mục đích của em hôm nay sang đây là để bán đồ cổ. Nhưng em thấy hai bác quất nhau, em bảo căn theo cách của em để cho hai bác tỉnh ngộ. Nhưng mà lòng tốt của em nó bị phỉ nhổ. Thôi, tóm lại là cái đồ cổ của mày đâu? Mang ra đấy. Mày bảo mục đích của mày sang đây bán đồ cổ. Dạ. Thế cái đồ cổ của mày đâu? Dạ, đây. Dạ, cái này là quý lắm đấy ạ. Vì em túng thiếu quá, cho nên em phải cắn răng cắn lợi để cho nó đi ạ. Đưa tờ xem nào. Đây ạ. Đấy thì đi, đưa đây xem nào. Mà hai bác biết không? Cái bát này, hai bác không biết nguồn gốc của cái bát này nó sang chảnh đến đâu đâu. Này, hai bác có biết được cái chuyện bình cổ của nhà thằng Nhỡ không? Mà hai bác biết đấy, cái ở nông không bao giờ quý bằng cái ở sâu. Cái bình cổ như thằng Nhỡ ấy, họ trả 4 tỷ. Cái bát của em nó sâu hơn thì chắc cũng phải được 4 tỷ rưỡi chứ đùa. Tiên sư mày. 4 tỷ rưỡi. Cái bát này mà nó bảo là bình cổ. Cái bát này chỉ chuyên cho gà nó uống nước thôi. Láo. Này. Dạ. Mày vừa bảo cái bát này nằm dưới cái bình cổ nhà thằng Nhỡ. Dạ vâng. Cái bình cổ nhà thằng Nhỡ tao nghe mang máng là vỡ rồi cơ mà. Vỡ đâu mà vỡ. Đấy là họ đồn thổi thôi. Thằng Nhỡ ấy, nó cất cái bình đấy kỹ lắm. Chẳng ma nào biết được đâu. Này, mà có biết được ý thì cũng chẳng đến tay hai bác đâu. Võ sư Ba Vạn và cô Bích Biêu đang lên kế hoạch để lấy nó đấy. Em mà mang sang ấy thì nó mua luôn. Này, ông ơi. Hả? Cái vụ này mà thằng Ba Vạn với con Bích Biêu nó nhúng tay vào là mình mất tất, mất sạch đấy. Này. Hả? Bây giờ phải làm nào? Mày!
sao? Nói ra mau. Dạ. Mày muốn tao xóa nợ không? Dạ muốn. Xóa nợ mày bình, mày đập cái bình cổ nhà tao ấy. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ ạ. Bây giờ thế này. Thế nào ạ? Mày cầm cái bát này sang nhà thằng ba bạn. Cái bát này là bát dở, bát vớ vẩn cho gà nó uống nước thôi con à. Chứ đồ cổ gì, chúng nó là sao biết đồ cổ được. Là sao biết đồ cổ như tao với thằng này được. Dạ vâng ạ. Mày cầm lấy, ra mắt chúng nó. Dạ vâng. Lấy cớ làm quen với chúng nó nhá. Dạ vâng ạ. Nhất cử nhất động, theo dõi chúng nó làm bất kể việc gì, phải báo cho tao với đại. Dạ vâng. Tao mới xóa nợ cho mày. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nhớ nhá. Dạ em nhớ ạ. Đi đi. Dạ em đi, em chào hai anh ạ. Dạ xin phép hai anh em đi ạ. Ôi sao thế, trúng gió sao mà run thế? Ôi giời, tôi thật sự ngưỡng mộ ông đấy. Ông vừa qua thằng kia có mỗi một câu mà tôi còn rúm hơn nó. Tôi thật bái phục ông. Phải thế chứ. Kế vãi. Này, em đã làm gì đâu mà sao anh phải gồng cứng lên như thế, hả? Úi dồi ôi, chân tay chắc tí. Ôi, bàn tay mềm mại, nuột nà của em. Giá là mãi mãi của anh thì... Anh đứng lên đi, đứng lên đi. Em bảo, hả? Chỉ cần anh á, anh lấy được chiếc bình cổ ở chỗ thằng Nhỡ nhá, thì em hứa với anh, em sẽ ở cạnh anh suốt đời, không rời anh nửa bước. Hả? Kể cả lúc anh đi vệ sinh. Em nói thật chứ? Ừ? Anh sợ như thế không thế nhỉ? Không đùa. Em yên tâm, trước sau cái bình cổ cũng thuộc về anh và em. Ừ? Còn thằng Nhỡ, tuổi gì, thằng quách con. À? Anh Tấn lên trên này đi. Em thấy ở trong phim võ thuật Lý Tiểu Long ấy, người ta hay rèn luyện như thế này cực. Anh cứ chịu khó đứng một thời gian nhá, đảm bảo sức khỏe của anh sẽ dẻo dai cường tráng hơn rất nhiều. Xuống đi anh. Linh anh ạ, dạ chị ơi, chị cứu em với ạ, chị cứu em với ạ. Cái gì, cái đấy, 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 thẳng, thẳng đấy. Dạ, dạ. Đứng lên, làm cái gì mà rình mò ngoài cửa, hả? Dạ, trả lại em có cái bát cổ ạ. Em định mang sang để bán cho anh chị. Ừ. Cái bát này vô cùng quý giá. Nó được đào cạnh cái bình của nhà thằng Nhỡ làng em. À... Mà cái bình đấy nhá, có người giả mấy tỷ đồng ấy. À... Nhưng mà em thấy anh chị luyện võ công hay quá, em mang sang để em biếu anh chị ạ. Coi như quà ra mắt ạ. Mang về mà dùng. Cái bát mẻ, bày trò biếu xén, hôn. Dạ, bây giờ em không nói chuyện gì liên quan đến cái bát này nữa. Dạ, bây giờ em chỉ sang là em nhờ anh chị cho em làm đệ tử để em về em đoánh cái thằng béo làng em ạ. Dạ, em có chết em cũng không nhắm mắt. À, dạ không ạ, chết em nhắm mắt ạ. Đây, 3 vạn này không có loại đệ tử như mày nhá. Dạ. Cút. Đằng sau, quay. Bịt tay lại.
anh cứ nhận nó làm đệ tử đi. Đằng nào bây giờ mình cũng đang cần một người để dẫn đường chỉ lối. Thằng này nó thông thạo đường lối, mình cứ nhận đại đi rồi loại sau. Hả? Đây. Dạ, của em. Nể tình chú em thật thà hiền lành, cho nên chị nhận làm đệ tử, ok chưa? Dạ vâng ạ, dạ. Em đội ơn anh chị ạ. Ôi trời, lại chúa tôi. Dạ, em đội ơn anh chị mày ạ. May quá, con theo đạo Phật. Cái thằng kia, tao đã chết đâu mà mày lại hả? Dạ, em. Tiếp trưởng đây. Dạ. Hôm lấy chồng em chẳng mời tôi đến chơi hết đứng lại ngồi. Chồng nàng nó cứ lườm tôi, ngồi buồn tôi đành rít thuốc rít liên hồi xong rồi về luôn.
làm sao mà biết trời tan đi đêm. Sao em chợt nhớ chuyện mò câu đang dậy, hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ dòng cô khanh. Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu nghe tan tác bên sau cần khối tình bay xa cuối trời, vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mò câu cần khối tình bay xa mất rồi, vui với người bỏ mặc phu lẻ ôm ngó câu cần côi tình bay xa mất rồi. Trò chơi thuở bé anh hay kéo mò câu chờ em nơi ngõ vườn giờ em đi mất rồi. Nhẹ nhẹ cái tay thôi, ui dồi ui, cái thằng mặt chuột kẹp kia, mày làm lệch phong công của ông rồi. Ui. Này, mặt chuột kẹp nhưng còn đẹp hơn mặt ông, còn hơn cái mặt ông đã công nông này còn tông thêm son phấn. Ôi giời. Này, sống với nhau bao nhiêu năm rồi, càng về già anh thấy chú lại càng giống cái thằng nửa được nửa cái. Được nửa cái làm sao? Mà đấy, đã bảo rồi, thuê ngay cái xe taxi cho nó nhàn. Đằng này lại rước ngay cái của nợ này về, mệt hết cả người. Ngu vãi. Taxi làm sao bằng cái xe cốt két này. Đi thế này nó mới riện, nó mới hoành tráng nhé. Đúng rồi, nó riện, nó hoành tráng thì bây giờ kéo đấy. Anh vẫn phải kéo chú á? Chứ còn gì nữa, phải thay đổi tí chứ để hưởng cái vất vả lên thế nào. Vừa nay tôi đã vất ông còn vả tôi đấy. Được rồi, sẵn sàng kéo thôi. Anh kéo chú nhé. Chú chỉ có đi ngủ với Jun thôi. Ôi giời. Chết đừng kêu nhá. Không sao, đây thà khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh thiện. Sẵn sàng kéo. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Mày kéo. Này, này, tôi không ngờ ông lại đẻo như thế đấy. Tôi với ông đang đối tác làm ăn mà ông chơi xỏ tôi thế phải không? Ngủ vãi. Ta thế từ bây giờ nhá, không có đối tác gì hết mà tôi quyết sống mãi với ông đấy. Thôi thôi thôi, anh đã bảo với chú rồi, mắt anh quáng gà là sao kéo được xe. Tao với mày hai thằng ngủ vãi. Tại sao mình không nhờ hẳn cái thằng hỏa điếc mà cứ phải đi tìm cái thằng nhỡ? Tìm thằng nhỡ có mà tìm kim đáy biển. Hay. Công nhận, cả đời em hôm nay mới được uống một bữa rượu trinh trọng như thế này. Quý lắm thì ông đại ông ấy mời đấy. Đúng. Rượu thì anh không thiếu, nhưng cái chủ yếu là chú dùng được bao nhiêu mới quan trọng, đúng không? Có nhiều lắm, nhưng cái này mới là cái quý này. Đưa xem nào.
Quý thế này giờ mới mang ra. Đúng là đại mặt chuột. Kỳ vãi. Nó phải này, gió cho nó. Gặp cái ông trọng đại thì mình mang ra chứ nó ví đúng không? Này, uống đi. Thế chú thấy phê chưa? Hả? Em chưa phê. Trời ơi. Trông cái tướng nó kìa phê loài. Nhưng còn lâu đã tỉnh. Chưa phê nhưng còn lâu đã tỉnh. Thì nói túm lại là bây giờ cái bình nó đang nằm ở đâu? Hả? Cái bình nó nằm ở đâu? Ở đâu thì sao mà biết được? Thằng nhớ ấy, tuy nó còi cọc, nhưng nó như là một con hổ ấy. Đụng vào nó, có mà ngu. Thôi, nãy giờ chú ăn hơi tốn mà uống hơi nhiều đấy. Cái bình cổ nó ở đâu? Nói xem nào. Có mỗi một cái bình cổ mà ai cũng hỏi. Hai bác còn lâu đã lấy được nó nhá. Thằng Ba Vạn, nó là một cao thủ. Nó thổi một phát là thằng nhỡ bay luôn. Đại, bây giờ phải tìm bằng mọi cách để triệt hạ nhóm Bích Điêu và Ba Vạn. Không có là mất toàn cái bình cổ đấy. Giang hồ thì đây không sợ. Nhưng mà chỉ sợ mỗi là đến nơi rồi mình hết đạn. Nếu anh mình chết ở đấy thì mới sợ. Rượu bất cả ép. Ép bất cả tử. Không say, không về. Đại! Ôi giời. Tìm ngay cho tôi một cao thủ. Yên tâm. Về quan hệ thì cứ phải hỏi tôi. Hơi bị rộng. Ai? Có rồi. Ai? Cao thủ 9000 Sài Gòn. Đây, 9000 đến rồi. Chuẩn bị các em. Đi.
Star. Gangnam Style. Cao thủ. Cao thủ thấy các em thế nào? Có thích không? Có thích không? Thấy ghét quá. Tôi chỉ thích Thính với Đại thôi. Còn mấy con nữ này làm tôi rối. Tôi sợ lắm. Xong rồi. Gây vãi. Dạ. Chắc đi đường xa Cao thủ cũng mệt. Bây giờ mời Cao thủ giải khát ạ. Hàng vào. Ôi trời. Dạ. Xin ra mời Cao thủ ngự tiểu. Mà không xin giới thiệu luôn với Cao thủ, đây là rượu Napoleon sản xuất ở Lào Cai đấy ạ. Rượu rất tốt, hàng Tây Ninh ạ. Dạ. Tôi không thích thứ này. Tôi thích thứ kia kìa. Ôi trời. Ôi trời. Để em.